Đến với chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Em trai tôi không chịu bỏ vợ theo ý mẹ, thì bà quay ra chỉ trích con dâu là cáo đội lớp người. Tôi vừa tức, vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Mẹ tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, lên chức mẹ chồng từ năm 55 tuổi. Từ đó đến giờ, ngót nghét cũng 20 năm. Và em trai tôi cũng có đến hai đời vợ, nhưng bà chưa bao giờ sống hòa bình với bất kỳ cô con dâu nào. Nhà tôi nó kỳ lạ lắm, rõ ràng không phải đại gia giàu có gì cả, cũng không phải dòng dõi trăm anh thế kỷ gì, nhưng không hiểu sao nó lại phức tạp vô cùng. Bố mẹ tôi có hai căn nhà cùng hai đứa con, nhưng lúc nào cũng tràn ngập drama. Và đối tượng mà mẹ tôi nhắm đến nhiều nhất tất nhiên là cô con dâu. Tôi thì đã đi lấy chồng, con gái lấy chồng thì ít can thiệp vào chuyện nhà ngoại. Hơn nữa, chồng tôi cũng khá có tiếng nói, nên bố mẹ tôi không dám lấy anh ra làm tầm ngắm để sinh sự. Nhưng vợ của em trai tôi thì không thoát được. Cô vợ đầu của thằng Bảo em tôi, hai đứa bằng tuổi nhau. Con bé đấy, nói thật lòng, tôi không thấy nó xấu, nhưng cá tính của con bé này quá mạnh. Đã vậy lại là con một, nên nó không nhường ai cả. Trong suốt 4 năm sống cùng nhau, thằng Bảo và nó cãi nhau như cơm bữa. Và số cơm bữa này có sự đóng góp không hề nhỏ của mẹ tôi. Thế là các cuộc cãi vã giữa em dâu cũ và mẹ tôi tăng lên, dần dần dẫn đến là những cuộc cãi vã giữa mẹ tôi, em trai tôi và em dâu cũ cũng tăng lên theo. Cuối cùng là hai đứa nó phải ly hôn. Mấy năm sau, em trai tôi mới chịu yêu cái Thanh, vợ nó bây giờ. Lúc mới yêu, mẹ tôi phản đối ghê gớm lắm. Bởi vì cái Thanh là mẹ đơn thân, lại đang mở một cửa hàng bán đồ ăn chay, và mẹ tôi cho là không có công ăn việc làm ổn định. Cái Thanh thì hiền lành hơn, nhưng tôi cũng thấy con bé này không hề dễ bắt nạt. Chẳng qua nó để yên cho mẹ tôi bắt nạt bởi vì nó thương thằng Bảo mà thôi. Có lần mẹ tôi vừa chửi vừa đuổi con bé, rồi lấy cái gạt tàn ném vào đầu, khiến con bé phải đi khâu ở lông mày tận 5 mũi. Vết sẹo ấy rất nặng, đến tận mấy năm về sau, thằng Bảo vẫn tìm cách để trị sẹo cho vợ, nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy vết sẹo rõ rệt in trên mặt con bé. Hai đứa nó thấy bố mẹ tôi quá khó khăn nên cũng chẳng dám cưới xin gì cả, mà cứ thế ở với nhau mà thôi. Ấy thế mà chúng nó ở với nhau được 10 năm rồi đấy. Chúng nó nắm tay nhau từ lúc phải kê tạm cái giường trong cửa hàng bán đồ chay của cái Thanh để ngủ tạm, rồi đến bây giờ khi có nhà cửa xe cộ đầy đủ, con cái xinh xắn học giỏi. Chỉ cần nhìn thấy như vậy là tôi biết chúng nó yêu thương nhau thật lòng. Tôi cũng có con trai sắp đến tuổi yêu đương, nên tôi có suy nghĩ riêng của mình. Thật ra chỉ cần con cái yêu thương nhau là đủ, không cần gì nhiều hơn. Thế nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn không để yên cho con cháu sống. Bà vẫn thường xuyên gây sự với con dâu, mà cũng có phải là con dâu bà đâu. Cái Thanh là vợ của em trai tôi thật, nhưng đâu có phải là con dâu của bà, mà cứ dăm ba bữa nửa tháng, bà lại lôi con bé ra xỉ vả. Đợt vừa rồi, mẹ tôi liên tục gọi điện cho con trai và khuyên nó bỏ vợ, rồi bắt thằng em tôi phải mang hai đứa con của nó đi xét nghiệm ADN, xem có đúng phải là con của mình hay không. Mà rõ là khổ, hai thằng bé nhìn chẳng khác gì với bố nó, không hiểu mẹ tôi đòi xét nghiệm ADN kiểu gì. Nói nhiều quá nên em tôi cảm thấy phiền. Lần này nó quyết định nói thẳng với bà một lần cho rõ ràng. Thằng Bảo lần này nói có vẻ gay gắt thật, có phần hơi cực đoan và công kích mẹ thật. Nhưng tôi cũng thông cảm cho nó. Làm gì có ai chịu nổi ngần ấy năm trời
liên tục phải nghe mẹ nói xấu vợ, rồi bắt mình phải bỏ vợ cơ chứ. Đỉnh điểm là thằng Bảo chặn hết số của mẹ, cắt đứt mọi liên lạc, vì nó sợ cứ tiếp tục như thế này thì thế nào vợ nó chịu không nổi rồi bỏ nó mất. Với cái Thành thì thằng Bảo yêu thương chiều chuộng lắm. Mà thật ra con bé cũng xứng đáng được chồng bảo vệ như vậy cơ mà. Mẹ tôi sững sờ, không thể ngờ con trai chưa từng cãi mẹ câu nào lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Bà bàng hoàng mất một buổi chiều, nhưng rồi đến tối bà nhắn tin cho tôi với nội dung khiến tôi phải câm nín. Mẹ biết ngay mà, thằng Bảo nó chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời, mà nay nó láo với mẹ như vậy. Chắc chắn là do con Thành xui thằng bé. Mẹ đã bảo với con rồi, con đấy nó là cáo đội lớp người, giờ đây nó lời cái đuôi cáo của nó ra rồi đấy. Bình thường thì tôi cũng sẽ im lặng cho xong mọi chuyện, thế nhưng hôm nay tôi quyết định nói thẳng để mẹ biết chẳng ai đứng về phe mẹ cả, bởi vì mẹ đã quá sai rồi. Tôi nhắn tin lại cho mẹ. Mẹ ơi, cái con cáo mà mẹ bảo nó còn mãi chăm cho thằng cáo con mới đẻ, không có thời gian mà đi xui con trai mẹ cái gì đâu. Mà bây giờ chúng nó đã có với nhau hai mặt con rồi, mẹ để yên cho chúng nó làm ăn mà nuôi con được không? Thế là mẹ cạch mặt tôi luôn vì cái tội dám cãi mẹ mà bên con cáo đội lớp người. Giờ đây tôi cũng đến chịu bà, không biết phải nói sao để bà tỉnh táo ra đây. Mong mọi người cho gia đình tôi lời khuyên với. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa, xin cảm ơn, xin mến chào và hẹn gặp lại.